Nam Phép âm thanh xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu các bác một lô sản phẩm loa TB Pro, một thương hiệu phải nói là cực kỳ là cao cấp và xịn đến từ Mỹ các bác nhé. Thì lô hàng này tổng cộng bên em là có 32 đôi, 32 đôi các bác nhé, tổng cộng 32 đôi và đã về đầy đủ tại cửa hàng em. Thì cái lô hàng này cũng về khá là lâu rồi. Tuy nhiên là hôm nay thì mới đến lượt em đã được lên sóng để giới thiệu các bác. Thì trong cái thời gian qua thì rất nhiều các bác đã biết bên em có cái lô hàng này và cũng đã hỏi để mua. Thì hôm nay chính thức bên em mới khui thùng ra và để bán giới thiệu cho tất cả các bác. Thì cái lô hàng này nó tổng cộng là 32 đôi full 30 và 25 đôi full 25. Tuy nhiên là 25 này nó chưa về, nó mới về trước full 30. Cho nên mà hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác là full 30. Điểm đặc biệt của cái dòng loa này đó là bát neo, tép neo và họng nhôm, thùng bằng gỗ. Đấy, hàng phải nói là ngắn gọn nó là như thế. Thì trước mắt các bác đây là một đôi loa hoàn chỉnh bên em đã giới thiệu các bác. Thì trong clip này em chỉ lấy một đôi ra thôi để em sẽ giới thiệu chi tiết. Thì trước khi đi chi tiết thì nói về cái thương hiệu TB này. Thì TB này là một cái thương hiệu của Mỹ xịn, hàng USA. Đấy. Thì nó đã có nhà máy tại Trung Quốc và tại Mỹ, tức là nó song song với là tại nhà máy tại Mỹ thì nó có một nhà máy tại Trung Quốc. Thì đối với những cái nhà máy tại bên Mỹ thì họ chỉ sản xuất những cái linh kiện như như phân tần, bát tép hoặc là những cái còn là lắp ráp thì tại nhà máy tại Trung Quốc. Đó là cái nguồn gốc xuất xứ của cái dòng loa này. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết nhá. Dòng loa này thì nó được thiết kế là thùng cân, đấy, thùng cân hai bên cả vát. Thùng rất sâu, đây là một cái kiểu thùng mà Nam Tép cực kỳ là yêu thích và một trong những cái dòng thùng mà rất nhiều người yêu chuộng hiện nay. Thì thùng khá là sâu, nếu như mà tính sâu vào thì từ đầu vào trong nó rơi vào tầm 40 phân, bề ngang nó cũng rơi vào tầm là 38 phân. Đấy, ngang 38 phân và thùng sâu nó rơi vào tầm 40 phân, đấy, đó là đấy. Cao thì nó rơi vào tầm 60 phân. Mỗi một thùng này thì nó nặng rơi vào tầm 23 kg. Em chưa cân chi tiết, tuy nhiên là nó rơi vào tầm từ 20 đến 23 kg. Thì đa số những cái dòng loa full này nó rơi vào tầm khoảng như thế. Đấy. Thì thiết kế của dòng loa này đặc trưng của dòng loa TB đó là thùng màu trắng, rất nhiều những cái dòng loa TB. Tuy nhiên là em thấy chủ yếu gặp đó là vẫn là màu trắng đặc trưng của cái hãng này. Tuy nhiên là nó song song bên cạnh nó vẫn có những cái dòng loa màu đen. Tuy nhiên là dòng loa màu đen của hãng TB này ít gặp hơn loa màu trắng. Loa màu trắng nó rất là phổ biến. Thì e căng của nó thì dòng này được là thiết kế e căng bằng lưới bọt sắt dập lỗ tròn. Đấy. Bên trong có một lớp lưới thì để mà lọc bụi, ngăn bụi vào trong màng loa. Đấy. Thương hiệu của TB. Đấy này. TB Pro sao. Đấy, nằm ngay ở giữa và nằm phía mép dưới của cái loa. Đấy, loa rất là đẹp các bác nhé. Hàng cực đẹp luôn. Thì đặc trưng của cái dòng loa này nó làm bằng thùng gỗ cho nên mà rất đẹp. Tất cả những cái hàng đi cho các bác thì em đều bao zin và bao đẹp cho các bác. Đấy. Đấy. Chẳng qua này, đây như cái màu y căng thì bọn em đã lau chùi nó sạch và cái thùng của nó thì ở đấy nó nguyên bản của nó là như thế. Do thời gian thì nó có hơi màu ố sang vàng một tí. Đây cái màu đây là màu trắng này, màu này hơi ngã vàng một chút. Tuy nhiên đây là cái màu của thời gian thôi ạ. Rất là đẹp. Hai bên hông thì nó được thiết kế những cái lỗ tay cầm, chúng ta thấy này. Đấy. Đấy. Ngay ở phía trong này chỗ này này, nó được ốp bằng sắt đấy, chúng ta thấy này này. Đấy, cái lỗ này là bằng sắt, đấy, sắt nó sẽ ốp vào đây, đấy, rất đẹp. Đây, cái này là cái lỗ để chúng ta treo loa, móc loa. Đấy. Về phía sau của loa đây, phía sau thì phía trên, phía dưới nó đều bố trí những cái lỗ để chúng ta treo. Thì các cái lỗ này thì mục đích để mà treo cáp thôi, đấy, các bác nhé. Đấy. Người ta sẽ móc những cái móc vào đây và người ta để treo cáp. Thì đây là model của nó là QS12N, đấy, TB Brasao. Made in USA, tức là đây nó phía sau nó ghi là Made in USA nhưng mà theo em nghĩ thì loa này nó không phải nhập từ USA cả nguyên thùng đâu ạ, mà nó sẽ là lắp ráp tại Trung Quốc đấy. Nếu như mà Made in USA thì em nghĩ là loa này nó rất là đắt, nó phải rơi vào tầm hai mấy triệu. Nhưng còn nó không nằm ở quanh cái mức giá hơn 10 triệu như thế này. Đấy. Thì đây là Made in USA này, đấy. Nói chung là cái này thì em cũng chưa rõ là nó sản xuất tại Trung Quốc hay là tại tại vì là em không phải là cái người trực tiếp mà đi mua cái lồng loa này tại nhà máy. Thì đây là cái nguồn hàng bãi thôi. Tuy nhiên là hàng của nó thì vẫn là hàng chuẩn, bao chuẩn nha các bác. Đấy, số series đây.
Đấy, nó sơ sơ đi nó in ngay ở trên thùng loa đấy. Rắc da lo thì chúng ta là đấu 1 cộng 1 trừ đây. Con này kháng chữa là 8 ohm, công suất làm việc là 450W, khá là lớn đúng không? Lo full 30 thì 450W là rất chi là lớn, lớn hơn full 40 rất chi là nhiều. Thì các bác biết là đa số những cái dòng loa mà full 30 mà đạt được công suất từ 400W trở lên thì nó đã là nó rơi vào tầm là loa từ neo nó mới làm được. Thì con này thì nó là bát neo tép neo, cho nên mà công suất của nó lớn là nó rất là đương nhiên. Thì thay vì các bác nào mà thích mua những cái dòng loa mà nó rơi vào tầm bát 40 thì các bác có thể mua đôi bát 30 từ neo như thế này, thì các bác đạt công suất nó là có thậm chí là lớn hơn cả bát 40. Thì lớn như thế này thì nó làm được như thế là do là phải là 500 từ neo mới làm được, nhưng còn nếu 500 thường là chúng ta không thể làm được như thế. Thì loa này nó có thiết kế là đây, phía trước đây là chúng ta thấy là cái phần ốp nó bắt này đấy, phễu đấy, họng này là bằng nhôm nhá, nhôm đấy, nhôm đúc luôn đấy. Màng loa đây đấy, bát loa này đấy, họng nhôm, lỗ thông hơi phía trước đấy, rất chi là đẹp. Và bây giờ em sẽ tháo chi tiết cái phần nội thất của nó ra cho các bác xem nha. Cái nội thất của cái loa nhá, bây em tháo ra các bác đây. Chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất đây là cái tép của nó là họng nhôm đấy, rất chi là đẹp. Đây ở trong trong nó tép nó họng nhôm đấy, cực kỳ là đẹp luôn đấy. Đây, nhôm đấy, gõ cong cong luôn đấy, các bạn thấy không? Thực sự là những tất cả những cái dòng loa chúng ta thấy là dòng loa cao cấp nó mới làm bằng họng nhôm. Nếu như chúng ta thấy những cái dòng loa bình thường họng này sẽ bằng nhựa nhé, cái họng nhôm mới là họng nhôm đúc luôn đấy. Trong này họ thiết kế những cái mà lỗ lấy khí, lỗ nén nén tiếng này, chúng ta thấy là nó không phải đơn thuần là nó phóng nha. Này đấy, cái họng này nó thiết kế khá là phức tạp, thì chúng ta thấy là rất chi là đẹp đấy, cực đẹp luôn đấy. Họng này thì các bác vận chuyển là các bác có quăng ném thoải mái, không lo cái chuyện mà nó bị hư ở đây nhá. Cái tép này thì là tép của hãng BNC của Italia, và dòng tép này là sản xuất tại Italia luôn các bác nhá, không phải là sản xuất tại Trung Quốc đấy. Đây này, BNC D58 508 đấy, tép neo neo đi đấy, neo. Cái này là côn, chắc là côn 450 các bác, em cũng chưa tháo, nhưng mà đây cái phần 500 neo nó có là cái phần ở giữa đây, chúng ta có một chút xíu là còn cái này là cái vòng đệm mình nhá. Đấy, và đây là cái bát của nó đây, bát neo, neo này cũng là BNC luôn đấy, tức là tép và bát là của hãng BNC luôn. Thì chúng ta có thể lên lên trên mạng, chúng ta tra ngay là được cái model của cái bát này. Thì đây cái model của nó là 12NDL768 đấy, chúng ta thấy là cái model của cái bát này. Thì toàn bộ, nhưng chưa, chúng ta biết là cái hàng tép và bát của hãng BNC này là khá là nổi tiếng. Rất 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 nhiều các cái hãng loa đang dùng cái dòng tép và bát của thương hiệu này để và lắp vào những cái dòng loa cao cấp. Và đặc biệt là BNC là cái dòng bát và tép này không phải sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé, dòng này là có nhà máy sản xuất bên Italia luôn, sản xuất trực tiếp tại nhà máy của bên Italia đấy. Con này đây chúng ta thấy neo xương rất gì là đẹp đấy, chúng ta thấy hàng riêng nguyên bản của nó đây, có số series đấy, số series trên bát có này, trên tép cũng có số series luôn các bác nhá. Đấy, màng loa đây đấy, đây dầu xịt đấy, dầu zin đấy, chúng ta thấy đây rất chi là đẹp nhá. Đấy, cổ loa zin này chúng ta thấy là từ cái nhện của nó, do là một tay em vừa quay vừa giới thiệu nó hơi khó vậy. Đấy, cổ loa rất chi là đẹp, hỏi cái keo cổ loa làm rất đẹp các bạn. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, này các bác xem này, hàng loa rất đẹp ấy, đang còn chưa có dấu hiệu của bị trùng một trùng màng quá nhá. Đấy, trùng màng rất đẹp. Đấy, nó nằm ngay ngắn trên một cái mặt phẳng này chúng ta dùng. Đấy, đây là rốn loa này, rốn loa zin của nó nguyên bản. Đây các bác để ý này, chúng ta mua loa đấy, kinh nghiệm là để xem là loa xịn hay không, zin hay không, là chúng ta nhìn thứ nhất là keo dán loa, keo dán loa của nó nguyên bản của nó là phải có cái lớp keo nó rất chi là đều và đẹp như thế này. Đấy, nó phải chờm vừa đủ như thế này. Đấy, đây nó rất đẹp nhá, cái keo dán loa. Nói chung là có cái dấu hiệu mà tháo cái dán loa dán lại sẽ có dấu vết, làm cái gì sẽ có dấu các bác nhá. Đấy, đây, đấy, rất chi là đấy, chúng ta thấy là keo dán loa, keo cổ loa, keo nhện loa, đấy, hàng zin của nó này. Các bác cứ để ý là những cái keo đấy, ba cái điểm đó, keo dán, keo cổ và keo nhện. Đây là những cái nếu mà loa đã làm lại thì nó thế nào nó cũng sẽ có một trong ba cái đó, nó sẽ phải khui ra. Đấy, loa này gân dầu ướt con đấy. Đấy, dầu đang giữ gân đang còn rất chi là tốt, nó ra sờ đang còn rất dính các bác nhá. Đây là xong cái phần bát loa.
đây nữa là phần tần của loa. Đấy, phần tần loa. Đây. Phần tần. Để em lấy luôn cái tép này xuống coi cho nó dễ các bác nhá. Đây phần tần của loa này. Phần tần này là sản xuất tại Mỹ luôn, Made in USA. Đấy, chúng ta thấy là phần tần có chữ Made in USA. Đấy. Trang web của hãng này. Đây, www.tbsao.com. Các bác có thể là lên vào trang web của hãng này luôn nhé, tra cái model này ra luôn. Đấy, tụ này. Đấy, phần tần này. TB sao. Đấy, TB sao. Đây, tụ này. Đấy, chúng ta thấy là tụ này. Tụ nó đều là cũng là USA hết các bác nhé. Đấy, tụ USA hết. Đấy. USA. Cuộn cảm này. Cái cuộn to này là của phần bát này. Cuộn nhỏ này của tép này. Đấy. Đấy, rất chỉ là đấy. Chúng ta thấy là những... Đây. Trên cái con chữ nó còn có chữ TB sao luôn các này. Đấy, nó dập hết các cái chữ TB sao. Đấy, chúng ta thấy này. Đấy, có chữ TB sao hết đấy. Con chữ của nó, nguyên bản của nó nhá. Đấy, nó còn riêng nguyên chữ của nó luôn. Tất cả những cái chữ, cái tụ nó cũng là TB luôn này. Đấy, TB luôn. Nó dập hết các cái chữ của hãng như này. Đấy, TB sao. Tụ cũng có luôn này, TB, TB sao. Đây là bông mút. Đấy. Đấy. Thì vừa rồi là bên em đã giới thiệu rất chi tiết về cái dòng loa TV Pro này. Thì trước khi kết thúc video thì em xin công bố cái giá bán để cho các bạn, cả các bác chúng ta đều nắm được, đó là giá bên em sẽ bán là 13.500.000 đồng một đôi này các bác nhé. Hàng là bao zin, bao xịn cho các bác và bao đẹp luôn. Thì cái giá này thì bên em sẽ bao ship cho các bác nếu như các bác nhận xe và thuộc khu vực phía Bắc. Còn nếu như những cái khu vực phía Nam thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác 100.000. Còn ở khu vực phía Bắc thì bên em sẽ bao ship. Đó là cái giá mà bên em đưa ra. Và rất mong các bác ủng hộ cửa hàng bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.